Hello, xin chào anh em, thì anh là Thông. Hôm nay thì anh sẽ trình bày các bạn cái bài sinh lý nhá, sinh lý ứng dụng trong cái chương trình ôn thi nội trú dành cho bạn ôn thi nội trú Y Hà Nội, được chưa? Rồi, ok, nhất là cho các anh em Y4 này, Y5, Y6 nhá, đọc là sẽ là sướng. Ok, thì để mà mở đầu bài hôm nay ấy, thì bạn nhớ một cái nguyên tắc khi mà ôn thi nội trú này, thì tất cả những cái gì mà sinh lý ấy, thì các bạn cố gắng nhá, các bạn giải thích vào nội khoa cho anh, thì anh nói các bạn rất là nhớ bài nhá, anh thề với các bạn luôn ấy, nhớ kinh khủng luôn ấy, nhớ mà cảm giác không bao giờ quên luôn ấy. Mà đến có khi anh học đến đến bây giờ, có từ hồi cái kiến thức hồi Y2 đến hàng 6 7 năm rồi mà mình đọc nội khoa mình vẫn thấy sướng nhá. Rồi, để mà đi vào bài này ấy, chúng ta sẽ đọc cái sinh lý Guyton nhá. Được chưa? Đọc cái sinh lý Guyton. Thì đây là cái bảng 61.1. Được chưa? Nói về các cái chức năng của các cái receptor adrenergic nhá. Đấy, thì sẽ chia thành các cái nhóm receptor. Thứ nhất là receptor alpha và receptor beta, được chưa? Rồi thì chúng ta nhớ lại một cái kiến thức nội khoa nhé, tức là khi mà ôn thi nội trú ấy thì các bạn phải học các cái chương, thì có một chương mà anh nó vẫn nói các bạn trong cái chiến lược ôn thi của anh ấy, đó là chương tim mạch. Chương tim mạch ấy, thì anh nói luôn là các bạn bao giờ các bạn ôn sau cùng cho anh, bởi vì nó xác định là một cái chương rất là khó, bởi các thuốc tim mạch nó rất là nhiều ấy nhá. Thì ví dụ như là này, thì trong chương tim mạch ấy thì mình có học cái thuốc, ví dụ trong cái bài là gì, trong cái bài tăng huyết áp nhá, mình có học cái thuốc chẹn beta giao cảm đúng không? Đấy, thì chẹn beta giao cảm thì mình sẽ có cái loại là chẹn chọn lọc đúng không? Ok, chọn lọc. Đó, ví dụ chẳng hạn như là beta lốc dốc chẳng hạn, nó là cái methoprolol đúng không? Và cái loại chẹn không chọn lọc. Rồi, đó, thì các bạn để ý nhá, thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái thuốc, tức là thuốc hạ áp nhá, thì nó có rất nhiều nhóm, nó là cái hình gì, nó là cái hình sao năm cánh như trong sách ấy. Đó, rất là các nhiều cái nhóm hạ thuốc hạ huyết áp đúng không, theo các ký hiệu là A này, B này, C, D, E các thứ đấy nhá. Thì chẹn beta giao cảm nó là một cái thuốc, nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp, nhưng mà các bạn nhớ là gì, cái chỉ định nhá, cái chỉ định khi mà dùng chẹn beta nhá, thì thường ấy cái thuốc chẹn beta giao cảm ấy nó sẽ làm cơ bản đấy, thì nó sẽ làm chậm nhá, nó sẽ làm chậm nhịp tim em ạ nhá, nó đã làm chậm nhịp tim đó đấy. Và thường bây giờ ấy thì cái thuốc chẹn beta giao cảm ấy thì nó sẽ thường chỉ định ưu tiên ở những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp em ạ, nhớ là tăng huyết áp nhá, nhá sau nhồi máu cơ tim nhá, tăng huyết áp sau nhồi máu cơ tim, và những cái bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân mà tăng huyết áp sau nhồi máu cơ tim, bởi vì sau nhồi máu cơ tim ấy thì có những cái vùng mà cơ tim ấy nó bị thay thế bằng những cái mô sẹo rồi mô xơ ấy, nó sẽ cái tái cấu trúc ấy nhá, thì nó sẽ một số cái trường hợp nó sẽ giảm chức năng tâm thu thất trái, tức là cái EF này nó sẽ giảm này đó, và bạn dùng chẹn beta thì giảm được cái nhịp tim đó, giảm được cái nhịp tim cho bệnh nhân đó, và sẽ làm giảm bớt cái tiêu thụ cái oxy của cơ tim đó, và nó tăng được các những cái nhát bóp tống máu nhá. Và tiếp theo này thì cái thuốc chẹn beta giao cảm này thì các bạn nhớ là gì, cái thuốc chẹn beta giao cảm này thì so với các cái nhóm thuốc chẳng hạn như là chẹn kênh canxi, được chưa, chẹn kênh canxi, rồi là các cái thuốc nhóm ức chế men chuyển, rồi là chẹn thụ thể đó, thì so với những cái nhiều cái nhóm thuốc khác nhá, thì các cái nhóm chẹn và beta giao cảm thì sao, thì nó có cái nhược điểm là nó sẽ làm, tức là làm biến thiên, tức là nó làm thay đổi huyết áp giữa các lần thăm khám ấy, thì mình cũng rất là khó theo dõi ấy. Và cái thứ hai là cũng không làm giảm nhiều đưa cái huyết áp động mạch trung tâm nhá. Đấy, và so với các cái chẹn kênh canxi nhá, chẹn kênh canxi rồi là ức chế men chuyển đó, thì một số trường hợp ví dụ chẳng hạn như không phải là sau nhồi máu cơ tim, hoặc là có giảm chức năng tâm thu thất trái, hoặc là ở những cái người trẻ
có cái biểu hiện là cường giao cảm, các bạn nghe thấy không? Người trẻ tuổi đúng không? Người trẻ tuổi có biểu hiện là cường giao cảm. Đó thì mình sẽ ưu tiên cái này nhá. Còn không thì mình sẽ dùng cái thuốc, các cái nhóm thuốc ức chế men chuyển. Đó thì cũng tùy vào cái nguyên tắc phù hợp thuốc huyết áp thì trên từng đối tượng bệnh nhân cụ thể mình sẽ dùng như thế nào. Nhưng mà các bạn nhớ là gì? Cái thuốc chẽn beta giao cảm này nó có cái tác dụng phụ trên các cái rối loạn nhá, các cái rối loạn chuyển hóa. Đó, rối loạn chuyển hóa. Được chưa? Ví dụ chẳng hạn như là cái thuốc chẽn beta giao cảm này nhá thì nó sẽ làm tăng đường máu. Đó, làm tăng đường máu, được chưa? Tại sao làm tăng đường máu, tí anh sẽ nhìn vào sinh lý anh giải thích cho. Thứ nhất là tăng đường máu này, cái thứ hai đấy là nó làm tăng đường máu, thứ ba là hai là nó làm tăng triglyceride. Triglyceride, được chưa? Và thứ ba ấy, thì nó sẽ làm giảm nhá, giảm. Được chưa? Đấy. Và nó sẽ làm giảm HDL, tức là cái lipo tỷ trọng cao ấy, tức là cái này là mỡ tốt, các bạn hiểu như vậy nhá. Thì chúng ta nhìn vào đây thì cái receptor alpha này, được chưa? Thì alpha nhá, và cái này là beta, được chưa? Beta. Đó, được chưa? Thì bây giờ nhìn vào beta nhá, thì beta thứ nhất là kích thích cái receptor này, nó gây ra cái tác dụng là gì? Là giãn mạch, được chưa? Giãn mạch. Đó, nhưng mà bạn phải hiểu là cái beta 1 này nhá và beta 2 nhá, thì cái beta 1 này thì nó chủ yếu ở tim. Đó, còn beta 2 thì nó lại beta 2 thì nó lại các cái cơ quan ngoài tim đó, ngoài tim đó. Ví dụ sau này học cái bài sơ gan thì cái này nói sau, cái này dài lắm, nếu nào anh khác anh nói cho cái này nhá. Thì cái này tác dụng trên receptor B2 nhá, thì nó sẽ làm tác dụng là giãn mạch. Được chưa? Lao động giãn mạch. Ví dụ chẳng hạn như là cái beta 2 này ở mạch mạc treo nhá. Được chưa? Đó, beta 2 ở mạch mạc treo. Đúng không? Thì các cái tĩnh mạch mạc treo thì đổ về các cái tĩnh mạch cửa, được chưa? Đấy, tiên sau này học cái bài sơ gan ấy, xuất huyết tiêu hóa rồi tăng áp lực, tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì mình sẽ áp dụng, mình cứ nhìn vào đây thì mình sẽ biết được cái thuốc làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa, được chưa? Cái thuốc đấy tên là gì? Cũng là thuốc chẹn beta đó nhá. Cái thuốc đấy tên là này này. Em có đánh à? Propranolol này. Đấy. Được chưa? Propranolol nó là chẹn beta giao cảm không chọn lọc em ạ, tức là trên cả receptor B1 và receptor B2 đó. Thì tại sao nó lại giảm áp lực tĩnh mạch cửa đây? Ok nhá. Thì cái B2 này thì làm giãn mạch. Cái thứ tiếp theo ấy thì làm tăng cái nó làm tăng cái tần số tim trên receptor B1. Đó khi mà mình chẹn beta, ví dụ chẳng hạn trong beta lốc dốc chẳng hạn, beta lốc betoprolol thì nó sẽ làm giảm cái nhịp tim bệnh nhân đi, được chưa? Đó, có những bệnh nhân là giảm nhịp tim giảm bệnh nhân dưới 5 lần một phút, bệnh nhân rất là khó chịu nhá, và bắt buộc chúng ta phải ngừng thuốc, đúng không? Đấy. Đấy, thì đương nhiên là nó sẽ đi kèm các nguy cơ, nó nhịp tim nó chậm quá mà. Thì có nguy cơ là các cái hạ huyết áp tư thế đó nhá. Tiếp theo ấy, nó làm tăng nhá, nó cái này ấy, receptor B1 ấy thì nó làm tăng cái trương lực. Cái này gọi là tăng cái này là dịch là trương lực nhá. Thì tăng cái trương lực của cơ tim, được chưa? Tiếp theo ấy thì nó sẽ làm cái này nó sẽ làm giảm nhá. Thì nó giảm các cái nhu động ruột nhá, và làm giảm các cái beta 2 thì làm giảm nhu động ruột. Tức là trạng thái relax ấy, relax là thư giãn, giảm co bóp ấy, giảm các cái nhu động ruột và giảm các cái nhu động hiệu quả, đúng không? Thì các cái receptor B2 đúng không? B2 thì nó sẽ tác động, ví dụ tác động receptor B2 nó sẽ làm ra sao? Nó sẽ cường, đúng không? Đúng không? Cường B2 thì nó làm giãn phế quản. Thì ứng dụng cái này ấy để các cái thuốc cường beta 2 adrenergic đó, thì ví dụ chẳng hạn như trong COPD ấy, mình có các cái thuốc chẳng hạn như là cái salbutamol đó nhá, salbutamol rồi một loạt các thuốc khác nhá. Đó thì cái này ứng dụng học trong bài COPD mà bạn học là chỉ có sướng thôi nhá. Đấy, beta giãn phế quản đúng không? Đó. Mình đã giảm giảm cái chuyện là co thắt cái cơ trơn phế quản thì bệnh nhân sẽ dễ thở hơn. Đó, hiểu chưa? Ví dụ mình cho bệnh nhân là xịt hít xịt các cái salbutamol đấy nhá. Là trên lâm sàng cái thuốc là tên là gì nhá? À, Ventolin nhá, Ventolin em ạ, nhá. Đó, nhá. Tiếp theo ấy mà nói thì em ạ, thì tiếp theo ấy, cái này ấy, tiếp theo là nó sẽ làm tăng nhá.
tăng cái này gọi là cái tăng sinh gọi là cái calo ấy, tức là cái đốt cháy tăng sinh nhiệt nhá. Và cái này đúng không? Tăng sinh nhiệt và tăng cái quá trình glycogen lysis. Lysis là gì? Lysis là ly giải nhá. Ly giải glycogen thì cho gì? Cho glucose nhá. Tiếp theo là tác động lên trên các cái receptor B1 thì nó sẽ làm phân giải các cái lipid. Đó, tức là phân giải các cái lipid. Được chưa? Phân giải cho các cái lipid trên nếu mà tác động trên cái receptor B1, được chưa? Thì bây giờ mình hình dung là giống như mình chẹn, đúng không? Chẹn B1 thì đương nhiên là nó sẽ tác động lên các cái chuyển hóa mỡ, đúng không? Rối loạn các chuyển hóa mỡ làm tăng cái triglyceride đi, đúng không? Và sẽ làm giảm cái HDL đi. Đó, ok chưa? Tiếp theo ấy nhá. Thì cái tiếp theo nó sẽ tác động lên cái giãn, cái này là thành bàng quang nhá. Bên nếu mà tác động trên receptor B2 thì nó sẽ làm giãn các cái cơ trơn của thành bàng quang, và cái tác dụng B3 của nó là tác dụng trên receptor tác dụng sinh nhiệt. Đó, hiểu chưa? Đấy, và ngược lại, à xin lỗi, và cái trên nếu mà tác động trên các receptor alpha thì nó tác dụng gì? Tác dụng thứ nhất là tác dụng co mạch này, đúng không? Thứ hai là giãn đồng tử. Nhớ là phó thì sao? Phó thì co nhé, cảm thì sao? Cảm thì giãn nhé. Phó giao cảm thì làm co đồng tử, và giao cảm thì làm giãn đồng tử. Đó, bởi vì là khi mà kích thích cái hệ giao cảm nhé thì sẽ làm co nhé, co các cái sợi cơ, co các cái sợi cơ dọc ấy. Bạn hình dung đồng tử nó như thế này đúng không? Đây là các sợi cơ vòng đúng không? Đó, thì khi mà co sợi cơ vòng thì đồng tử nó co, còn nếu mà các sợi cơ dọc nó bám như thế này đúng không, khi mà co các cái sợi cơ dọc ấy, thì nó sẽ kéo ra thì đồng tử nó sẽ giãn thôi đúng không. Đấy, và khi mà kích thích các cái hệ phó giao cảm thì sẽ làm co đồng tử, còn hệ giao cảm thì sẽ làm giãn đồng tử nhá. Đây nhá, giãn đồng tử. Tiếp theo ấy là cái này sẽ làm cái co các cái giãn, là cái này sẽ tác dụng làm giảm các cái nhu động ruột. Cái này là co các cái cơ thắt nhá. Đấy, và tiếp theo cái này là co các cái cơ này, cái palmar, cái này là cái cơ dựng lông nhá. Đó, và giống như kiểu là trong những trường hợp ví dụ mình sợ ấy, những trường hợp mà sợ hãi mà mình hình dung là sợ hãi, mình sởn cả gai ốc ấy, như cái cơ dựng lông nó co ấy, hiểu chưa? Đó, tiếp theo ấy là cái này gây các cái co thắt, các cái co thắt, các cái cơ co thắt liên quan đến cái cơ thắt bàng quang đó. Ví dụ chẳng hạn như các cái thuốc, ví dụ bạn học cái bài phì đại tiền liệt tuyến đấy, tiền liệt tuyến đấy, thì có các cái thuốc, nhóm thuốc chẹn alpha đấy nhá, chẹn alpha thì những cái chống các cái co thắt cái cơ ở vùng cổ bàng quang ấy, thì sẽ làm, tức là hiểu hiểu là khi mà cường cái này nhá thì co thắt benzochẹn alpha đúng không? Các thuốc tên là gì nhỉ? Hình như là afuzosin, prazosin ấy, nhớ không nhầm thế, thì cái này sẽ làm giãn đúng không, và sẽ làm bệnh nhân dễ đi tiểu hơn đúng không. Tiếp theo các cái này alpha sẽ ức chế giải phóng các cái chất dẫn truyền thần kinh nếu mà tác động trên receptor alpha 2, được chưa, các chất dẫn truyền thần kinh của các cái ok nhá. Thì nhưng mà của cái thần kinh ở đâu nhá, cái này trong Guyton thì không nói rõ, thì các bạn phải đọc ở phía bên bên dưới nhá, được chưa? Thì các bạn đọc thêm các cái ở bên dưới thì sẽ rõ, được chưa? Ok, thì cái bài hôm nay thì hy vọng là các bạn tạo một cái hy vọng là tạo thành cái hứng thú cho các bạn khi mà học cái sinh lý ấy, nhá. Bởi vì nhiều bạn ấy có alo cho anh thì cũng bảo là học sinh lý rất là chán. Mấy bạn Y2 mà học rất là chán, học học chả nhớ gì cả. Với Y6 ấy thì bảo học sinh lý thì đến Y2 để quên hết. Đó, thì quan trọng là phải theo kiểu là mô đun ấy thì mới nhớ được. Ok, rồi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn, thì chúc các bạn ôn thi nội trú cho tốt nhá.